Xin chào, gần đến Tết nhu cầu mua xe ô tô và xe máy phục vụ đi lại trước, trong và sau Tết ngày càng nhiều hơn so với ngày bình thường. Ngoài việc lựa chọn xe theo túi tiền, chủng loại gầm cao hay thấp, các hãng xe Nhật, xe Hàn, xe Đức, thì màu sắc cũng góp phần quan trọng trong việc lựa chọn chiếc xe phù hợp với bản thân. Hôm nay chúng ta cùng bàn luận về màu sắc ảnh hưởng như thế nào trong việc chọn xe anh chị nhé. Khi lấy một chiếc xe mới chưa kịp ra biển, không may trong quá trình tham gia giao thông có sự cố ngoài ý muốn va quệt và đâu đó làm chiếc xe bị hư hỏng. Người thì bảo xe này đi mua chưa làm lễ, người thì bảo tuổi gia chủ mệnh này mệnh kia không hợp với màu xe, vân vân. Ở Việt Nam hay các quốc gia phương Đông, một chiếc xe thường được xem như một món tài sản có giá trị. Do đó, xem xét kỹ lưỡng trước khi đặt ký vào hợp đồng mua xe là cần thiết để không những có xe đi mà chiếc xe còn mang đến tài lộc và may mắn cho gia chủ. Vậy chọn màu xe theo phong thủy là gì? Phong thủy là học thuyết có nguồn gốc từ Trung Hoa, nghiên cứu về sự vận động, dịch chuyển của tất cả các nguồn năng lượng trong thế giới quan mà con người đang sinh sống như nước, không khí, gió, vạn vật, địa thế. Theo phong thủy, vạn vật trong cuộc sống này đều xoay chuyển tuần hoàn theo dịch lý tương sinh, tương khắc của ngũ hành bao gồm 5 thành tố như thủy, mộc, hỏa, thổ, kim. Trong đó, thủy tượng trưng cho nước, mộc tượng trưng cho cây cối, hỏa tượng trưng cho lửa, thổ là đất và kim là kim khí, kim loại. Tính tương sinh là sự kết hợp mang lại tài lộc, may mắn cho chủ nhân. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Thủy sinh mộc được hiểu là cây cháy ra cho biến thành đất, đất tạo ra quặng kim loại, lửa sẽ nung kim loại tan chảy thành nước, nước cung cấp chất dinh dưỡng nuôi cây. Tính tương khắc đem lại sự xui xẻo, bất bình an cho chủ nhân. Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Có ý nghĩa là cây hút chất dinh dưỡng của đất, đất ngăn cản nước chảy, lửa bị dập tắt bởi nước, kim loại bị lửa làm tan chảy và kim loại sẽ rèn ra dao sắc bén để chặt phá cây. Ngoài ra, từng thành tố trong ngũ hành đều tương ứng với màu sắc riêng biệt. Trong đó, tương ứng với mệnh thủy là màu xanh nước biển, xanh da trời, đen. Mệnh mộc tương ứng với màu xanh lá cây. Mệnh hỏa có màu đỏ, hồng, da cam. Mệnh thổ có màu nâu, vàng đậm và mệnh kim có màu bạc, trắng, xám, ghi. Theo các chuyên gia phong thủy, trong cuộc sống nếu con người sử dụng những đồ vật có màu sắc tương thích với bản mệnh thì họ sẽ luôn tràn đầy năng lượng, có sức khỏe và luôn gặp may mắn, làm việc gì cũng hanh thông. Trong khi đó, nếu sử dụng những vật dụng có màu sắc kỵ khắc, phản sinh với bản mệnh thì sức khỏe của chủ nhân bị giảm sút, tinh thần luôn mệt mỏi, bực bội khiến mọi việc diễn ra không hề suôn sẻ, thuận lợi. Thứ hai là chọn màu sắc xe theo phong cách. Ngoài lý do phong thủy thì phong cách, tính cách, cá tính nói lên việc lựa chọn màu sắc. Thông thường chúng ta thấy người lựa chọn xe màu trắng theo quan sát chắc hẳn là người thích sạch sẽ, cầu kỳ, có sự chăm xe. Ngoài ra, chủ nhân sẽ có tính trung thực ngay thẳng, ngăn nắp gọn gàng trong công việc. Màu đen thì thường gắn với quyền lực và mạnh mẽ. Người thích xe màu đen cũng thường chú trọng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, thích sự sang trọng, muốn duy trì các trật tự, phát huy quyền lực và không dễ bị thao túng. Màu vàng thường gắn liền với sự lạc quan, tự tin, vui tươi và hạnh phúc. Đây là màu sắc của sự hồi sinh và là màu sắc đầu tiên trong hệ quang phổ có độ sáng tối đa. Việc lựa chọn một chiếc xe màu vàng cho thấy bạn là người có khuynh hướng luôn vui vẻ và lạc quan. Màu đỏ khiến người ta hay liên tưởng đến sự hào hứng hoặc tốc độ. Màu đỏ còn là hiện thân của sức sống mãnh liệt, niềm vui thú, tham vọng và thành tích. Xe màu đỏ thường hấp dẫn những người có cá tính mạnh, tham vọng, tràn đầy sự say mê và cảm hứng. Thứ ba là chọn xe theo màu phổ thông, phổ biến. Ở Việt Nam thì những màu phổ biến là màu đen, màu trắng và màu vàng. Đến khi mua đi bán lại thường giữ giá hơn so với một số màu khác cùng chủng loại. Vì những màu phổ biến này, khi đi mua xe cũ chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn. Nhưng ở phương Tây thì lại khác. Màu sắc của một chiếc xe hơi có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì giá trị bán lại của một chiếc xe hơi. IC Cars đã tiến hành nghiên cứu trên 2,1 triệu xe cũ, tìm kiếm tất cả những chiếc xe đời 2014 được bán từ giữa tháng 9 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017 để tìm ra màu xe có giá nhất khi bán lại. Cụ thể, màu vàng đứng đầu bảng danh sách với mức khấu hao 27%, cam 30,6%, xanh lá cây 30,9%,
trắng 32,6% và đỏ với 32,7%. Theo giải thích của các chuyên gia, sở dĩ những màu sặc sỡ như vàng, cam, xanh lá cây có mức khấu hao thấp là do nó không phải màu phổ biến nên có thể thu hút nhiều khách hàng hơn. Trên đây là những lý do chính ảnh hưởng đến việc chọn màu sắc của một chiếc xe. Vậy là video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy những thông tin vừa rồi hay và bổ ích thì đừng quên nhấn like, share và để lại bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.